Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đứng lên, đứng lên. Đây là cái khu thả rong quá. Hai lớp cửa lần. Rồi đứng lên luôn hả kìa. Chúng ta sẽ đi Mỹ Quỳnh Safari ha. Ở đây có cái khu vực mà bán hoang dã, thả những bạn cọp luôn. Ok, tới luôn bác Tài ơi. 70 hecta hả? Mới nãy mình có nghe là mở cửa hôm mùng 2 Tết. Lối vào vườn thú. Rồi đi vô luôn nè các bạn. Giỡn chơi đừng đạp anh cưng mấy đứa lắm à. Tương đối là ngoan á, dễ thương. Ủa con này con gì mà sao nó không có bông em? Này nai, còn kia hu à. Mắt cái to tròn xinh. Thường thường mấy bạn này khá là nhát ha. Đội hung luôn cái camera kìa. Nó nhát chưa? Rất là dạng ha. Này các bạn nhỏ vô đây sẽ rất là thích luôn. Con rắn kìa, con rắn kìa. Con rắn bò kìa, thấy không? Con rắn kìa. Hello. Thân thuộc ghê, thân quen ghê. Dễ kinh chưa? Cái tính tụi này là nó nhút nhát. Giật lần giật cả đàn luôn á. Đây có đường vô. Này của cám cá rô phi. Ôi. Giật chuồng chim nè các bạn. Cho chúng ta tự do khám phá. Cửa chuồng chim mình sẽ có nhiều lớp cửa vậy. Có một cái đảo chính giữa ha. Chim bồ câu làm tổ cho này. Trà lối trắng ha. Địch cái đầy đủ luôn, quá trời con, rất là đẹp luôn. Cái phần ngực, cái phần bụng nó màu đen ha. Đây. Mấy anh chưa bắt giới à. Trời ơi, nó biết mình tới làm sao nó ra, nó chào mừng à. Nó ghét không. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi Mỹ Quỳnh Safari ha. Thì mình vừa thấy trên Facebook có giới thiệu là ở đây có cái khu vực mà bán hoang dã, thả những bạn cọp luôn. Thì hôm nay mình sẽ đi quay thử cho các bạn coi ha. Mình cũng muốn trải nghiệm cái này coi như thế nào. Thấy ở bên nước ngoài thì có rồi, ở Việt Nam thì chưa. Ở đây nó cũng gần Sài Gòn mình thì đi thử như thế nào ha. Ok, các bạn nhỏ chắc sẽ rất là thích đây. Hôm nay mình đi tiền trạm trước, quay cho các bạn ở xa coi trước. Rồi nếu mà ok này nọ mình sẽ chở gia đình mình đi lên coi ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên xe điện, đi vô khu vực trong kia. Thì mới vô đây là thấy rất là rộng ha. Đây là một miếng đất rất là rộng. Có cây cảnh, có bonsai, có vườn thú, tất cả mọi cái luôn. Ok, lên xe thôi. À, bên kia có hồ cá coi nữa hả? Rồi, lát đi hết luôn. Ok, tới luôn bác Tài ơi. Công nhận rộng thiệt. Cái cổng nhà chà bá, lát quay cái cổng cho mọi người rồi. Cái cổng bự. Hồ cá coi trong đây. À, bên đó là hồ cá coi hả? Ở đây mình có mấy khu vực anh? Ba khu vực. Rồi. Ở bên tay trái thì có điểm khu chơi trong nhà, với giải nhà đó. Dạ. Khu chơi trong nhà. Rồi. Còn hồ bơi thì đi hướng đó ra luôn. À. Ở đó là công viên nước rồi đó. À, có công viên nước luôn hả? Có công viên nước mạnh luôn. Ở đó luôn. Em gắn này anh giới thiệu cho mọi người. À, bên kia là có công viên nước. Khu trò chơi cảnh nước là đi hướng này nè. À, đi hướng đó ra ngoài. Ok, còn đây là khu vực bắn giả nè. Lát mình đi vô xe bánh bùng là mình ở trên xe là cọp ngoài. À, bên xe cọp ngoài này lạ. Đó. Cái này mới là đúng gọi là đi chơi với khu quan giả bạn mình phải trong lòng, còn mấy con cọp thì được tự do. À đúng rồi. Vậy nó mới nó đúng cái ý nghĩa của nó. Còn bây giờ thì mình ở bên tay phải mình thì đi qua khu vườn thú. À, là mình đi bộ tham quan hoặc đi xe đạp tham quan cũng được. Ok. Coi như là đủ chỗ luôn, bên này là vườn thú ha. Vườn thú. Tê giác là có hết hả? Có hết. Có lý à. Tê giác có được đụng không? Hay là tê giác anh chỉ đứng ngoài ấy thôi chứ mình lạ khi nó không cho mình rờ. Đúng còn rồi. Nhân viên thì rờ được. Nhân viên lại chụp hình rồi nó được. Ok. Vô ra. Ồ cái này là cái Bây giờ anh tới đây thì mình anh một là anh đi bộ, hai là anh đi thuê xe đạp anh đi. Anh đạp từ từ anh tham quan là cái bạn đó có nhân viên hướng dẫn cho mình vào. Ok. Làm đi tham quan từ từ theo cái lối đi hướng đó hơn đó là lên cuối vườn thú là mình mới đi xe safari nãy đó. Là vô cái đó vô safari coi như là giờ cứ đi bộ vòng vườn thú chơi đó trước cần lát mới vòng qua khu bán hoang dã kia. Đúng rồi. Rồi ok, cảm ơn em anh nhiều, cho em lấy lại này cái thank you anh. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi bộ khu vực này ha, để coi vườn thú đây có gì. Thì chúng ta tới đây chơi chúng ta có thể thuê xe đạp để đạp vòng vòng.
Tính hỏi anh đó, cái miếng đất này rộng bao nhiêu diện tích, bao nhiêu? 70 hecta hả? Khủng á. Quá dữ luôn. Cái khu này thì mới mở cửa, mình nói là mới nãy mình có nghe là mở cửa hôm mùng 2 Tết tới bây giờ. Nhưng mà chắc là xây dựng hình thành là đã từ rất lâu rồi. Trên cái miếng đất rất là to như thế này ha các bạn ha. Đây có có xe đạp, có đây đạp đôi à, đạp và chở người sao này, mốt đi gia đình mình với vợ đạp cho mấy đứa nhỏ ngồi sao vui nè. Ồ có vẻ dễ thương á. Có lý á. Ok. Rồi trong này vườn thú thì mình nghe nói có tê giác, trước mắt là mấy bạn nhung hu ha, nai đồ này nọ thứ. Lối vào vườn thú. Ở đây nuôi đàn thú này chắc cũng phải có cái khu vực mà trồng cỏ, trồng rau, trồng đồ. Ai mà gọi mình. Ồ đi vô luôn nè các bạn. Đây là khu vực của Hu Nai ha. Trời sao nó hung không? Hung hả? Hung là nó hung hít á hả hay là nó đạp? Giỡn chơi, đừng đạp anh cưng mấy đứa lắm à. Ồ ngoan bạn, rất là ngoan ha. Tương đối là ngoan á, dễ thương. Dễ thương. Con này là con gì? Ủa con này con gì mà sao nó không có bông em? Con này nai, còn kia hu hả? À, kia hu sao, này nai ha. Hello. Ồ có lý á các bạn. Nai là hiền nhất á hả? Ok. Hiền mà. Anh đâu phải là sói đâu mà. Ok, dễ thương quá. Mắt cái to tròn xinh. Thường thường mấy bạn này khá là nhát ha. Nếu mà chúng ta đi những cái chỗ khác á, thì một là không có được vào chuồng, chỉ đứng ngắm từ xa thôi. Hai là các bạn nó sẽ khá nhát. Còn các bạn này dạng quá, đội hung luôn cái camera kìa. Thôi thấy ghét chưa, dễ thương. Kêu là hu sao là tại vì trên người nó có những cái bông các bạn, những cái bông trắng trắng này như những cái ngôi sao nè đó. Ok dạng quá các bạn, rất là dạng ha. Này các bạn nhỏ vô đây sẽ rất là thích luôn. Có bạn baby nè đó. Mấy chú này là chạy nhanh lắm. Ok, chúng ta còn đi vô tiếp tục ha. 70 hecta này. Đi hết nguyên cái vòng này y như đi đánh góp. Đi mấy vòng góp luôn rồi đó. Bên này chắc là cái khu vực đầm lầy quá, không biết nuôi cái gì. Mà cái này chắc cũng mấy bạn nai hu rồi nhảy chạy nè. Hôm nay mình đi sáng ngày trong tuần cho nên là nó khá là vắng, thì mình cũng chủ động chọn cái thời gian này để có cái không gian nó thoáng hơn để làm clip cho mọi người thấy nó đẹp, nó rõ ràng hơn ha. Mình nghĩ cuối tuần thì chắc sẽ đông hơn. Ok, mong rằng Việt Nam ngày càng có nhiều cái vườn thú chất lượng chút xíu để mọi người có thể đi tham quan chơi. Thật ra cái mô hình sở thú như bây giờ kiểu này là nó là gọi là cái thời thế bây giờ nó là vậy ha. Chứ còn bây giờ mà đi kiểu sở thú truyền thống thì nó chắc nó hơi bị chán. Tại cứ đứng nhìn lòng thì nó hơi chán ha. Hy vọng là sẽ còn đầu tư thêm nữa cho nó nhìn nó mượt mắt đâu hơn nữa đó. Theo thời gian làm mấy vườn thú này chi phí mình nghĩ cũng phê lắm á. Cái farm của mình có mấy con iguana ăn rau muống, ăn đồ này nọ thôi mà nó đã rất là nhiều chi phí về mặt thức ăn rồi bảo dưỡng các thứ các bạn, nhiều lắm, rất là cực ha. Nuôi con bé, nuôi con thú vậy thấy tốn kém dữ lắm. Bên kia là nguyên một cái đàn nai và hu sao ha. Bên này là những bạn dê mini. Khá là già ha, râu ria đồ sừng đồ này nọ thứ rồi. Nhìn khá là đẹp á, dê mini. Ồ, thân thiện không? Ê, con rắn kìa,
Con rắn bò kìa, thấy không? Con rắn kìa. Trời ơi, có con rắn bò luôn kìa. Dê nó thấy nè, lại đây con. Lại vuốt vô gâu cái coi. Ok. Chuồng này dê không để gì cho leo trèo ta, cho nhảy nhót đâu hết. Hello. Không gian này là các bạn này chạy nhảy thoải mái luôn rồi. Đó, bạn nai kia nai đực có sừng luôn kìa. Đây. Ngoan ghê, mấy bạn đây ngoan ghê, chắc chăm từ nhỏ hay sao á, thường mấy bạn này nhát lắm. Mấy bạn này dạng quá. Giống như bong bóng bị xì hơi kêu. Rồi bên này là những bạn Blue and Gold ha, vẹt Macau ha. Rất là đông luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bạn. 7 bạn chứ ha. 1 2 3 4 5 6 7. 7 bạn. Vẹt Macau. Không gian này mát mắt ha. À, ngồi uống trà đây. Ngắm nghía. Trời. Này cỏ chắc cỏ voi. Những cái loài mà nó ăn ăn mà thuần rau như thế này nè các bạn. Đó là nó coi như nó nhai cả ngày. Nó ăn nó ị đây. Phần này. Nó ăn nó ị cả ngày luôn á. Hello. Thân thuộc ghê, thân quen ghê. Dễ cưng chưa? Nó rất là dạng ha, và nó nhưng mà cái bản tính tụi này là nó nhút nhát. Cho nên là hơi động tịnh nhẹ cái là giật lần giật cả đàn luôn á. Quá rộng rãi. Nó có những cái bãi lầy thôi, đằng kia có một bạn đang tắm nha. Đó, đi qua đằng kia đi. Anh em vô đây là đạp mìn thoải mái ha. Mìn bao la luôn, không bao giờ né được. Hiện nay thì theo mình thấy thì cái mô hình mà sở thú tư nhân á đang được mọi người đầu tư rất là nhiều ha. Hy vọng là sẽ có những đầu tư, nhà đầu tư mà vừa có tâm vừa có tầm, làm cho nó đã. Các bạn nhỏ sẽ có cái không gian để mà đi chơi, đi trải nghiệm. Sau những cái buổi học đồ này nọ, không gian thành phố rồi nhà cửa cao tầng, thì cuối tuần được tới đây là đi bộ tham quan là cảm giác nó rất là thoải mái. Như ở đây xung quanh là đất trống rất là nhiều cho nên là mát mẻ cây cối rồi. Chứ hôm nay cũng khá là may mắn ha, không quá nắng. Phải chậm vía. Nói là ok, để mình coi. Ủa, tới đây đằng kia có cái cửa rồi, giờ làm sao ta? Chắc phải tự mở cửa đi vô quá. Đây đây, có bạn bảo vệ mở cửa đây. Hello em. Này cuối tuần đông không em? Dạ, cuối tuần cũng đông rồi. Cuối tuần cũng đông hả? Dạ. Ồ, bên kia có ngựa vằn các bạn, zebra ha. Bên kia là những bạn ngựa vằn. Ba trăm năm mươi ký, dài 1.4 m, sống bầy đàn đông nam châu Phi, rất là đẹp luôn các bạn. Cái ngựa vằn á, những cái sọc trắng đen của nó nhìn nó rất là lạ mắt ha, nhìn nó hoang dã. Các bạn thấy ngựa vằn, cho nên cái con Tobago á, con iguana mà Tobago á, thì người ta thường gọi, cũng có tên gọi nó là zebra ha, ngựa vằn, tại vì nó là cũng cái nền trắng có sọc đen giống vậy. Có hai bạn ngựa vằn.
Ở những cái gốc cây trồng bên này đó, người ta phải rào cái lưới gốc cây lại hết. Chắc mấy bạn này nó cũng phá, nó đào sủi đất ra, chốc rễ. Hello, ra đây con. Nhìn nó độc ha, cái lông của nó đẹp. Mặt nó cũng ngộ, y như là những cái người, những cái bộ tộc người ta kẻ mặt á, vô những cái lễ hội á. Rộng quá. Chắc cũng chưa khai phá hết đâu. Cái khu đất này mọi người, chủ đầu tư người ta cũng chưa có khai thác hết. Bên kia là thấy có vườn nè. Ồ, vườn để vậy không sợ nhảy ra ngoài ta. Này thấy cái vượn đen má vàng. Hồi đó hồi cấp 3 bạn mình học học ở trường Trưng Vương. Cấp 2 thì mình học Võ Trường Toản, cấp 3 mình học trường Trưng Vương. Trên cái trục đường Nguyễn Bính Khiêm á thì đối diện đó là sở thú. Cho nên là cái tầm mà giấc khoảng 3-4 giờ chiều á là vượn rồi nó hay hú kêu rồi. Ngồi cho học á mà nghe, mỗi lần nghe tụi nó kêu là biết giờ luôn á. Cứ chiều chiều nó gọi đàn hay gì á là nó kêu. À, cái này rào ở khúc này thôi chứ không có rào ngoài này. Mấy anh này anh cũng lanh lắm nè. Đó coi giờ này anh trốn đâu hết trơn rồi. Hồi đó cái chiều học là canh dượng hú rồi này nọ thứ. Ngồi cứ mơ mộng bên sở thú không. Chưa thấy bạn nào hết trơn á, đi ngủ đâu hết trơn rồi. Ồ, em thấy không? Không thấy bạn vườn nào hết, hay là ngủ trên mấy cái mấy vỏ đó, vỏ tre đó. Cá với hồ. Nước cũng sạch đó, nước khá trong luôn. Ở khu vực bên kia không biết là chuồng gì để mình đi qua bển coi. Bên này đường vô chuồng WC. Không có thấy ở đây là cái gì hết ta, hay phải đi đường bên kia. Ờ, chim bên kia là bồ câu công gì đó, đi qua bên kia. Đi qua trường chim bên nào, đi bên kia hả cô? Dạ dạ cô. Ở bên này có vườn không cô? Sao nãy giờ nhìn không thấy con nào á? Đằng kia thấy hả? Dạ dạ dạ. Có ném cám xuống cá gì cả. Ở đằng đây mới có. Ở đây Cường có gia đình dẫn các bạn đi chơi, các bạn nhỏ đi chơi, người thấy không? Đi ngày thường thì nó khá là thoáng ha. Đây bào cám nè, à đi vô đây được. Đây có đường vô. Chưa khui luôn hay là mình có lòng tốt mình khui giùm ta luôn ta. Chắc cũng được. Ồ, cá quá trời kìa. Ây da.
cám các bạn. Cám này của cám cá rô phi. Cho ăn luôn. Đây. Ôi. Này cá cha cá chê gì á. Quá trời luôn. Vô gãy cám cho cá ăn nè con. Đó. Ôi. Văng quá trời luôn. Quá trời nhiều luôn. Nhưng mà chưa thấy bạn Dượng nào hết. Mấy bạn Dượng chắc ngủ ở trên mấy cái kia hết rồi. Dượng ơi. Không thấy Dượng mà thấy cá không à. Ok, bên này là khu vực chuồng chim nè các bạn. Ở đây mình thấy nhân viên khá là mỏng ha. Không biết là cái này là cố tình ý đồ của chủ đầu tư là cho chúng ta tự do khám phá, hay là do mình đi sớm quá và ngày thường thì nhân viên là khá là mỏng. Thì theo mình nghĩ thì ở đây là cái ý đồ là mọi người cho khách tự vô khám phá ha. Quý khách đóng cửa khi ra vào chuồng chim thì là tự khám phá. Thì ở chuồng này mình thấy là có họ chỉ và họ chim công ha. À. Tổ trứng 48 trứng, 28 ngày nở, ấp cũng nhanh. Chưa thấy con nào mà ấp lâu như con mấy con bò sát á. Con igu ấp 3 tháng. Con chameleon gấp ấp còn lâu hơn nữa, như 7 tháng thì phải. Ok, bây giờ mình sẽ mở cửa chuồng cùng vô ha. Rồi. Cửa chuồng chim thì sẽ có nhiều lớp cửa vậy để chim nó có sổng ra bên này thì nó vẫn còn trong khu vực này. Ok, mọi người vô luôn. Vô luôn con. Ok. Rồi, có những bạn gà sư tử ha. Đó. Đây là mình thấy có những bạn công. Đây kia là những bạn bồ câu. Có một cái đảo chính giữa ha, chim bồ câu làm tổ cho này. Hồ nước xung quanh. Nói chung là khá là bán tự nhiên. Ồ, có những gà lội trắng kìa. À, gà lội trắng kìa, thằng kia rất là đẹp kìa. Để đi vòng qua bển coi. Đã quá ta, nuôi mấy con, nhiều con luôn. Coi đường nào đi qua đây. Đây, qua cầu bên này. Chung trong đây mát các bạn. Cây cối nhiều, có che thêm lưới lan nào nữa thì mát. Ồ cây này cái gì ta? Cái gì trái quá trời à. Bằng lăng á. Không phải. Lá bự quá không biết cây gì luôn. Trái quá trời. Đẹp quá các bạn. Chúng ta sẽ tới khu vực này là những bạn gà lỗ trắng ha. Được cái đầy đủ luôn, quá trời con, rất là đẹp luôn. Ôi coi cái lông. Lông bạn này nó cũng giống con ngựa vằn luôn kìa. Hình như tơ là nó có kiểu này á. Rồi con kia cái màu đẹp quá.
Nãy giờ là mình thấy những cái bạn thú rất là dạng ha. Thường những bạn gà lôi trắng này nè cũng rất là nhát, nghĩa là mình vô nó sẽ chạy đi chỗ khác luôn. Nhưng mà những bạn gà lôi trắng này rất là tỉnh ha, đứng yên luôn nè. Các bạn coi cái bông nó đẹp quá, thiệt đẹp thật sự luôn. Và cái màu trên đầu á, cái phần ngực, cái phần bụng nó màu đen ha, trên phần lông thì nó trắng và viền đen. Và quan trọng nhất là cái màu á, cái màu tóc trên đầu á rất là đẹp luôn. Ờ, đực cái đầy đủ luôn, phê sướng quá. Những bạn này á, cái đuôi này là nó đang ra, đang thay đuôi ha. Đuôi hoàng thị nó cũng rất là dài luôn, rất là đẹp. Những cái bạn này nó múa, khi mà nó vô mùa đạp mái rồi nó múa hai cái cánh nó ra cũng đẹp lắm các bạn. Mình thấy được lần hai lần. Ồ, đã quá. Cái bạn này cái màu nó rất là dày luôn mà các bạn, là nhìn là dưới ánh nắng nó có màu tím xanh xanh nữa. Ở mái tóc khá bảnh ha. Ở dưới ánh nắng nó có xanh xanh tím tím mà dạng ghê các bạn. Những bạn này là rất là nhát ha, thường thường là sẽ rất là nhát, sẽ bỏ chạy khi mà gặp người nè. Đẹp quá. Nè các bạn, những bạn nào đối với gà lôi trắng á, những bạn lông trắng như vậy là con đực ha. Còn những bạn kia là con cái kìa. Con cái thì nó chỉ là một màu nâu đơn thuần vậy thôi. Nó cái màu sắc á, dưới con mắt của con người á, là nó kém hấp dẫn hơn con đực ha. Đó, nó chỉ đơn giản là một màu nâu vậy thôi. Mặt nó đỏ và cái chỏm tóc trên đầu nó cũng giống nhưng mà nó ngắn hơn. Nó nhìn nó không có gọi là ngựa như cái thằng đực. Đực nhìn nó ngựa quá. Chân đỏ nè, bụng đen nè, lông trắng sọc đen nè, mặt đỏ nè, mỏ trắng nè, màu thì là đen nhưng mà xanh tím. Những bạn gà lôi này là nó bay rất là dữ nha các bạn, bay như chim luôn á, bay cao, bay một quãng, nhưng mà quãng ngắn thôi chứ không phải là lượn như chim luôn, nhưng mà nó bay được những khúc nhỏ, những đoạn nhỏ. Rồi chúng ta qua cái cầu này sẽ tới cái khu vực chim công ha. Để coi có bạn nào dở đuôi ra xòe múa không. Nuôi công nhiều người nuôi hay lắm. Huấn luyện á, có khách tới nhà búng tay là công nó bung cánh nó múa luôn. Đúng rồi, cái này bằng lăng. Lăng lá lớn. Đây quá trời chim công luôn các bạn. Ê, mà sao nó không xè đuôi ta? Ừ. Sao mấy gì nó lại sợ là cái gì đó thì nó ít kìa. Nhưng mà đó là ngày gánh. Đấy, không xè đuôi. Này đuôi nó đang mùa thay lông hết rồi. Lông nó rụng hết rồi. Xòe nó múa mới đẹp. Hình như con chim công này người ta còn gọi là chim khổng tước. Chim nhiều màu. Chà màu hả? Chà màu. Không có, em nói là chim nhiều màu. À, chim nhiều màu. Bên kia là những bạn gà ha, gà tre. Ok. Ôi giời. Nãy giờ mình đi hết một vòng luôn rồi. Ồ, bạn nhỏ này nhảy hay quá, chân vững quá ha. Nhưng mà vừa chấm đứt. Ok các bạn, đi hết một vòng chuồng chim rồi. Ở trong đây có gà, có công, có gà lôi trắng, có bồ câu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi qua chỗ khác ha. Ôi. Đây, cái gì chú gắn lại. Màu trắng.
Không biết bên kia là cái hàng rào đó là chuồng gì, mình đi giờ mình đi hướng nào đây? Đây, để đóng hai lớp cửa lại. Rồi, lớp thứ nhất, lớp thứ hai. Những cái dây xích này nè bạn, ví dụ như mà có ai để hở cửa, con chim nó bay ra nó cũng bị cản địa bớt. Rồi, ok. Đi hết cái safari này chắc phải 3-4 clip. Mỗi khu mình sẽ làm một clip riêng biệt ha, tại vì nó rất là rộng luôn. Để nhiều quá các bạn coi lát bị loãng luôn. Qua bên này không biết có gì trên này. Bên kia nghe tiếng vịt kêu quạt quạt, kêu cái đàn luôn á. Này đúng đi khám phá luôn bạn, không ai dắt mình muốn đi đâu đi à. Vô đây nãy giờ không gặp ai á, cho thi thoải mái muốn đi đâu đi. Hình như dưới đây hết rồi các bạn. Bên này nuôi gì không biết. Ồ, có kìa, bên kia là chuồng tê giác hay gì á. Heo rừng tê giác gì á. À, đây là cái khu vực mà để mọi người chuẩn bị đồ ăn cho các bạn thú ha. Đó, đây có cỏ nè, đằng kia có rau củ gì đang băm á. Có bạn Kiki này, đừng giỡn nha. Quen biết á. Ok, đây là khu vực hậu cần ha, cung cấp chuẩn bị đồ ăn cho các bạn thú. Ở đây chắc là khu vực chuồng nuôi chim vẹt hay chim gì nè, có mấy cái cầu cho đậu nè. Nhưng mà hiện nay là những cái chuồng này chắc trống không à. Để trống. Chưa có thú. Ồ, có nuôi mấy bạn có con đây, thấy ghét. Ồ, con nào cũng có sọc lưng ha. Thấy kinh không? Này chắc có lai lai Phú Quốc. Ôi, ngoan. Ngoan quá, con này mỏ đen đẹp. Ôi. Ôi, bạn kia cái tay bị sao, bị đau hay sao, cái tay bị sưng nè. Rồi, bình thường không sao hết. Công công cho vui à. Ok. Hôm trước này có những cái máng này đã làm cái gì ta? À chắc bỏ sổ theo dõi hay gì á. Ờ có bạn gắn mối. Trốn rồi. À đây có cái chuồng vô heo, chuồng heo rừng ha. Mà chắc là heo rừng là sẽ không vô được rồi. Mấy anh heo rừng ảnh hơi quạo. Cũng có đường ra luôn. Đây 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 đây. Mấy anh chưa bắt giới à. Trời ơi, nó biết mình tới làm sao nó ra nó chào mừng à. Nó ghét không. Này chắc heo trẻ trẻ không à, không có nanh. Ôi 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 ôi, coi chừng. Họ heo, heo rừng. Phân bổ ở Á, Âu, Bắc Phi, quần đảo Sunda lớn. Sống bầy đàn. Ôi ôi, cả đàn sống bầy đàn với nhau. Mấy bạn này có chắc còn trẻ, chứ heo rừng mà mấy bạn già là nó có nanh. Hello. Cái tiếng kêu nó cũng giống heo nhà mình ha các bạn ha.
Hồi đó thì ở nhà mình ở bên Bình Dương á, bên nhà ngoại có nuôi heo ha. Hè về rồi cầm vòi xịt tắm heo rồi cũng vui. Ừ, con kia đang ị kìa. Em kêu khá giống. Ơi. Ơi. Án binh bất động. Bên này còn một cái khu chuồng mà đang là cỏ dại không, chắc chưa có khai thác ha. Miếng này chắc cũng cỡ cái chuồng chim nhà mình. Chuồng chim mình nó hình chữ nhật, còn cái này nó hình tròn. Đâu? Ờ à, đây, khỉ. Ừ, nhìn mặt khá khó chịu ha. Ừ, sao bị nhốt đây con? Còn nhét hay sao chưa được thả ra? Làm sao? Đừng cái tướng chằng hãng vậy à. Mới gặp chưa bắt giới, giờ gặp tôm bộ không nữa. Chưa chế tôm bộ không bị xích hết rồi. Mặt thật. Ơ, làm cái ghê quá. Trời ơi. Không đi tham quan à, không có chọc phá gì đâu. Nhìn ngắm thôi. Trời ơi, còn hửi nữa chứ. Ảnh đụp được tay mình cái ảnh hửi nhanh ghê luôn. Công nhận nhanh thì mới để đây mà ảnh dứt luôn. Bạn này là bạn đực ha. Có bi à. Hả, à, hỉ đực. Mày con còn hung quá hay sao, bị nhốt đây thần riêng à. Ê, có con bên, à đây 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 đây. Đây rất là nhiều luôn. Rồi, có bạn bên ngoài nữa kìa. Cái này thoát ra hay được thả ta. Chạy rồi, mắc cỡ. Đây. Hôm bữa mình mới làm cái bài về phân biệt iguana đực cái ha. Thì những cái loài này nó rất là dễ, do cái cơ quan sinh dục nó nằm bên ngoài, nhìn vô biết được cái à. Igu thì nó khó hơn. Đó. Được không? Mấy bạn khỉ này lý lắc lắm nè. Bốc hốt dữ lắm. Đi nãy giờ mới tới chục. Ủa con này là thả ở đây con này thả. Xảy ra ngoài hả? À này không phải cố tình thả mà xảy ra ngoài hả? Trời ơi, dữ chưa? Trời ơi. Rồi mới đi coi chuồng heo rừng xong. Đây là, ủa này phải khỉ, nãy giờ không thấy bạn phải khỉ đít đỏ, không ta thấy đít đỏ quá. Mấy anh này anh lanh tài lắm. Trời ơi. Đó, mấy bạn khỉ này đúng rồi, mấy bạn khỉ này rất là hung ha. Anh em mà đi du lịch mà gặp mấy bạn khỉ này á, là cũng đừng có nghĩ là nó quá ok đâu ha. Nhiều con nó dữ lắm, mà cái quan trọng nhất là nó cái tay chân nó tái mái. Khỉ thì các bạn biết rồi, rất là nhiều người bị ha, điện thoại rồi dây chuyền đồ là nó dứt hết á. Đây, xin chào fan hai con. Nói chứ khỉ có những con nó nhìn cái mặt thì nó ấn tượng thôi các bạn, nhưng mà mình nhìn nó mình cũng có cảm giác hơi sợ sợ ha. Con già ổng dữ lắm, thảy ra ngoài mấy ổng xử rồi. Xử rồi hả? Dữ quá. Dữ quá, tấn công người ta luôn. Xử rồi, còn mấy con này nó hiền. Dạ, mà lanh quá trời luôn. Nó tung tung nhảy vậy thôi chứ nó không có làm gì. Dạ. Cô làm ở đây lâu chưa cô? Thì làm từ hôm Tết tới nay. Nó mở cửa từ hôm Tết tới nay. À. À, cô là công việc là cho ăn cho đồ hả? Không, cho ăn là mấy người kia, cô là bên tập vụ, cô dọn dẹp thôi. À dạ. Ok giờ, cô. Giờ đi dài dài vô đó cọp gấu đồ sư tử rồi. Dạ dạ. Con đi vòng vòng vô chồng. Có xe nữa. Có xe mà xe chạy vô coi thú ăn giả trong đó. Dạ. Lát đi qua bên kia. Vô hết trong khu này rồi qua khu công viên. À dạ dạ dạ, ok cô. Cảm ơn nha. Chuồng bên này là cái gì nữa nè các bạn? Dạ. Ở bên này là chuồng cũng thấy có nai. Nãy bạn khỉ kia dứt
mình mới để hồi nắm tay được luôn mình luôn, anh rút ra luôn, công nhận nhanh thiệt. Nãy mà có chiếc nhẫn đây chắc nó cũng rút luôn rồi quá. Khỉ dữ lắm, khỉ không thần dữ lắm, nhìn mặt nó sợ lắm. À, đây đường này mình đi rồi, giờ qua đây. Bên đây là chuồng chim công với bồ câu tiếp tục ha các bạn ha. Ok, nãy mình đã coi chim công với bồ câu rồi, giờ mình lướt lướt qua đây thôi. Bên kia có chỗ cho mọi người ngồi dừng chân nghỉ ngơi uống nước đâu. Ờ đây nữa nè, khỉ nữa nè. Này không biết là vọc hay là vượng hay là khỉ, để tìm cái bảng giới thiệu coi. Nhìn anh này khá là dị ha, mặt đen lông trắng nè. À cái mặt mày cay quá, yêu cái mặt nó dữ quá, cái mặt nó dữ quá. Ừ. Trời ơi ôm nhau à. Trời làm ghê à, đâu có ai giành giật gì hàng quá đâu. Hello, hai đứa là ăn cặp hả? Ôi Bắc Chí, ôm nhau Bắc Chí. Hello, cái hành vi của tụi khỉ á, nhìn nó đúng là rất giống con người ha, có những cái hành vi bất chí cho nhau rồi. Ô con gà ô đẹp quá kìa, tre ô đẹp quá. Ờ bên này là những bạn cày cày mực. Cây mực. Mình đi qua đường bên kia kìa, đường bên kia như có đường vô, còn cái này nó không có. Đây là gà. Ôi trên kia có con hồng hoàng. Đó là con hồng hoàng. Con đó cũng sách đỏ. Gọi là chim mỏ xuồng hả? Mỏ dày. Ở đó mình có nuôi con Toco Tucan các bạn. Con chim trong phim Rio á, mỏ xuồng vậy nè, Toco Tucan. Kết thúc không có hậu. Và một ngày đẹp trời, nói chung là cũng giá trị cao, cũng cưng như cưng trứng nha. Nhưng mà vào cũng cái mùa mưa như thế này, vào ngày đẹp trời sáng ra cầm ly cà phê ra tính ngồi uống cà phê, ra thấy nằm đóng muốn sụp đổ luôn, khóc hết nước mắt. Bởi vậy mấy con chim nhiều khi nó cũng nhạy cảm lắm, nhiều khi gió mạnh đồ này nọ trúng gió ăn cái đi bụi cũng không biết tại sao luôn. Bên này là hù nai hoẳng mang mễn. Hoẳng với mễn là một. Đó, lát mình nghĩ chắc mình sẽ được lên mấy cái xe đó quá. Mấy xe đó đi vô cái khu bán hoang dã, đứng ở trong đó quay mấy bạn cọp ha. Ok, quẹo phải hả em? Cảm ơn em. Đúng rồi, đây là cái chạm xe nè các bạn. Lát nữa mình sẽ ồ vô cổng riêng ha. Đi cái chạm xe này chắc là 50 ngàn lượt. Cái này để lát có phải không? Nghĩa là mình thấy để đây thì mua vé vào cổng rồi.
mua vé vào cổng rồi người lớn là 100.000 ha, trẻ nhỏ bao nhiêu nãy mình quên mất tiêu rồi. Và dần lát mình nếu mình vô cái khu khu bán quan giả này giá vé 50.000. Ok, lát mình sẽ đi quay riêng về cái chỗ này. Giờ tiếp tục là vườn thú. Đây là chuồng của Linh Dương. Đây, Linh Dương. Hai cái sừng quá dài luôn. Các bạn có nghe những cái tiếng này không? Hồi nãy mình có kể là lúc mà mình đi học cấp 2, cấp 3 đó, mình ngồi ở bên lớp đó, mà mình cứ nghe cái tiếng này ở bên sở thú đó, kêu á, là những con vượn, con khỉ nó kêu nè. Bóp 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 bóp. Con này là nặng được tới 210kg ha. Phân bố là Bắc Phi. Sách đỏ. Ồ, tình trạng là sách đỏ. Thai kỳ từ 8 tới 9 tháng. Mỗi lứa sinh có một con. Lứa sinh có một con mà coi như là thai kỳ nó hết 8-9 tháng rồi, coi như là một năm đẻ con thôi đó các bạn. Đẻ xong rồi ở đầu ăn uống bồi bổ rồi năm sau đẻ tiếp, coi như là phần lớn thời gian là dành cho việc mang thai rồi đẻ con ra. Ha, một năm có 12 tháng mà hết 9 tháng mang thai rồi. 9 tháng xong rồi đẻ con ra, con lớn được 3 tháng thì lại vô thai kỳ mới nữa. Cũng cực á. À, cái không gian ở đây thì nó rất là rộng, nãy giờ mình đi bộ rồi đó. À, sau này mọi người mà vô đây chơi có thể mướn xe đạp đạp thì nó sẽ khỏe hơn. Mình thì mình đang đi bộ để mình quay clip, với lại mình tận hưởng cái sự thoải mái thông thả, chứ không có gì gấp cả. Hôm nay đi vô ngày trong tuần, đâm ra cũng thoáng mát vắng vẻ, không có cần chen chúc gì với ai. À, mặc dù nhưng mà mình thấy cái giao thông ở đây nãy giờ nó phân bố hơi rối, có nghĩa là nhiều khi mình đi tới điểm đó đáng lẽ mình đi tiếp được mà mình phải vòng ngược trở lại mình mới đi được. À, nếu mà phân bố cái giao thông lại cho người ta đi một đường thôi á, một chiều thôi thì nó sẽ ok. Chuồng bên này là những bạn gấu ha. Wow, gấu hơi bị nhiều á. Không, anh em đang xem clip thì ai mà đang cần gấu thì có thể tới đây ha. Ai mà đang FA đó thèm gấu thì tới đây rất là đông, mình giới thiệu cho mấy bạn. Có con kia đang nằm banh háng ngủ ở bên kia kìa. Đó, đang nằm ngay cái chòi kìa. Ôi, bạn này dạng quá, lên tới đây luôn. Hello. Gấu này như gấu ngựa. Ồ, dạng ghê chưa. Không được cái những bạn thú ở đây mình thấy rất là thân thiện ha, khá là thân thiện. Hello con. Lại nói chuyện chơi thôi chứ cũng không có quăng đồ ăn gì cho ăn đâu. Dễ thương, thân thiện. Hello. Con tên gì? Nó mà trả lời cái là chết luôn. Thôi đứng lên luôn rồi kìa. Đứng lên luôn rồi kìa. Trời ơi. Hello. Công nhận nhìn con cũng hơi hơi. Này mà đang đi vô rừng gặp nó một cái chắc té luôn quá. Xỉu luôn á. Mặc dù cái dòng gấu ngựa này kích thước nó không có lớn lắm ha. Nhưng mà nhìn ảnh cũng cui. Dễ thương, ngoan, hiền. Không gian chuồng nuôi cũng rộng rãi. Rồi, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình ha các bạn ha. Rất là nhiều luôn á, để mình đếm sơ sơ cho các bạn coi được mấy bạn nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Trước mắt là thấy 5 bạn gấu. Có một bạn này đang nằm ở đây ngủ à. Bạn kia dắt hôm qua nhậu quá làm sao sáng nay nằm sẽ lai dậy không nổi luôn rồi, nằm gác tay gác chân lên kìa. Bạn này nằm ở đây phơi nắng.
À, quay qua góc bên này sẽ gặp cái bạn này, bạn nằm nằm phơi nắng á. À, có thêm một gia đình khác cũng đi chơi các bạn ha. Ui, bên này là sư tử. Sư tử với cọp. Cọp trắng. Ui, đẹp quá. Hay các bạn, bên này là gấu nè. Đó, ở góc nhìn bên này nè. Ở đằng xa xa là bạn kia đang rất là nằm rất là enjoy ha. Ôi. Hello, hello cô. Đây là chuồng của những bạc cọp ha. Có cọp trắng, cọp vàng. Hello. Đưa tay lên cho anh nắm cái coi. Tay đâu, tay đâu? Ôi, có con mắt nó trắng đục luôn các bạn. Đây là lần đầu tiên mình có thể gọi là đứng gần những bạn cọp đến như vậy ha. Hello. Thấy con mắt nó độc quá. Để coi coi. 1, 2. Nhiều lắm. 5, 6 con gì á. Đứng lên. Đứng lên. Cái lỗ mũi nó màu hồng thấy ghét các bạn. Hello. Đâu tay đâu, tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Ơi. Tay đâu, tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Đây. Ơi. Giỡn hết à. Mấy bạn này là chắc còn tơ lắm, còn non lắm. Cho nên rất là dễ thương. Đây. Cho anh đụng xíu coi. Rồi anh này mà massage không biết chắc gấp đôi quá. Rất là khủng. Ở dưới này không biết còn chuồng gì nữa. Hello. Bạn này có vẻ con cái lớn tuổi, dưới cái phần bụng là nhăn nheo rồi nè. Như kia sư tử quá không ta? Không giống cọp ha. Hay cọp luôn. Ê, kiến cắn hay gì? Anh vô kiến cắn anh hay gì á. Rồi sống đông vui quá. Có mình coi nói chung là những con cọp rồi sư tử rồi á, khi mà người ta nuôi các bé từ nhỏ đút cho bú rồi các bạn, thì người ta nói cái tính nó lành y như là con mèo nhà luôn vậy đó. Nuôi từ nhỏ với điều kiện nuôi từ nhỏ chơi đồ này nọ, nhưng mà cũng không nên đâu ha. Tại vì dù sao cái loài nó cũng là nó thứ nhất nó ăn thịt, cái thứ hai là cái bản năng săn mồi của nó cũng rất là mạnh, cho nên là rất là sợ. Nhìn ngắm thì rất là ok, nhưng mà nuôi thì rất là sợ. Hổ, đây là chuồng hổ. Hổ Bengal nha các bạn. Thức ăn là trâu, bò, gà, heo. Cái này những người làm cái công tác mà chăm sóc và cho ăn đồ này nọ là phải có kỹ năng rất là cao, và cái độ cảnh giác cũng như cái độ thấu hiểu phải rất là tốt. Vô nhìn cái sắc mặt, cái thần thái của nó coi là nó muốn hợp tác hay không, phải nhìn trước hết á, chứ không có làm đại đại được đâu.
Ở bên này là khu vực báo đốm. Ồ, báo đốm đẹp á. Báo đốm đâu? Đây là khu vực báo đốm ha các bạn ha. Jaguar. Không thấy bạn có đốm nào cả. Ở bên kia có bạn gì đó đen đen nằm mà không biết bạn gì nè. Ôi bên kia có những cái bạn cọp to kìa. To vật vã luôn. Hai dù nó xé ngọt luôn. So với lại cái bạn cọp baby hồi nãy thì cái bạn trưởng thành này lát mình đi qua coi to gấp 3 lần. Bên này cũng có nè các bạn. Đây là khu vực chuồng cọp ha. Có một bạn cọp đang ngồi lấp ló kia kìa. Đó, ngay chỗ cây tha la á. Vợ mình mê cọp lắm. Tuổi cọp cho nên là mê cọp. Lần sau sẽ chở lên cho ngắm. Đây. Đây. Hello. Bự khủng luôn. Hello. Cái không gian... Thứ nhất là mình thấy những bạn này nó khá là trẻ tuổi ha. Cho nên là cái cơ bắp đồ này nọ mọi thứ, cái màu lông, cái sắc lông rồi nó còn rất là đẹp. Cái hai không gian cũng tương đối là ok, cho nên là việc vận động nó cũng được nhiều, nhìn nó oai vệ. Hả? Có nhiều bạn hổ thì già quá. Già quá và này nọ nhìn nó bị xuống phong độ. Còn đây là nhìn còn rất là bén ha, nhất là bạn này nè. Màu lông còn rất là đậm, cái màu nâu đỏ sọc rất là đậm luôn. Đó, đằng kia một bạn nữa kìa. Bự khủng luôn, nó 300kg lần mà. Đó, đằng kia một bạn nữa. Nghe nói anh này mà cái lúc mà ảnh giao phối á, ảnh gầm gừ đồ cũng dữ lắm. Đây nè, đây nè, phong độ cao quá nè, còn đẹp quá nè. Hello. Bạn này bạn đực. Đây. Hello. Con này là bà con tu này. Con này còn bé lắm hình như. Không biết đi đường nào luôn. Bên này cũng có. Ồ, ba con. Chuồng này tới ba bạn lận. Đứng góc nhìn này mình sẽ thấy được ba bạn hổ cùng lúc. Bạn này thuần là chắc nhảy vô đây không sao đâu ha. Ôi, ngoài đây đất còn rộng quá nè, bát ngát bao la. Cọp dữ ở đây, mình thấy chủ đầu tư ở đây mua cọp hơi bị nhiều á. Một lát vô cái khu bán hoang dã kia thì nghĩ chắc bèo bèo chắc cũng chục con nữa quá. Nãy giờ thấy vừa cọp con với cọp nhỏ à.
cũng hơn chục rồi đó. Ai mà không muốn đi bộ hoặc đạp xe chắc có xe điện sẽ đưa đi tham quan các nơi luôn. Có lên xe sao đi chưa? Chưa, em đi vòng vòng lát em lên sao? Lát lên đó luôn. Dạ. Nè các bạn, đây là ở khu vực của những người chăm sóc vô ha. Ở đằng xa chúng ta thấy có những cái cửa chuồng và những cái rồng rọc để kéo cái cửa lên á, à, có những sợi dây á. Chắc vô chậm cho chăm đồ đầu, cho ăn cho uống đi vô theo đường đó. Có cái chuồng nhỏ bên trong để nhốt dốt có thì gì xử lý nữa. Đây bên này cũng có nữa nè các bạn. Ồ đây đây đây. Cọp nhiều rồi, đây là bản bằng báo ha. Báo đèn quá đẹp luôn. Black Panther. Hello. Quay mặt cho anh nhìn cái coi. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ trên cái lông màu đen, chúng ta vẫn thấy những cái hoa văn á, bạn thấy không? Những cái hoa văn trên cái ngay chỗ cái lưng của nó đó vẫn có hoa văn ha. Nhưng mà toàn bộ là full đen. Hello. Hồi nãy để bên kia chuồng kia báo đốm mà không thấy, không biết nó rút đâu, nó ngủ à. Bên này thấy bạn báo đen. Nằm thở mà rút lắc lắc. Ok, cảm ơn em nhiều. Mình thấy có chuẩn bị bí đỏ à, những cái bao đỏ đó là bí đỏ đó các bạn. Này chắc chuẩn bị cho gấu ăn, mấy bạn gấu ăn. Cái hành lang chính giữa này là để gọi là chăm sóc đồ ăn vào khu vực của hai chuồng hai bên ha. Ơi, chui vô cái bánh xe tải ngồi rồi các bạn. Ghét không? Rồi đứng cái gãi kìa. Nãy giờ thấy thấy cọp, thấy bèo, thấy gấu, thấy hù, nai, chưa thấy rhino, chưa thấy tê giác, voi, hù cọc cổ, thấy ngựa vằn rồi. À, để coi còn không nha. Gọi là safari thì trong không thể thiếu những bạn đó ha. Cũng có thể là thú chưa có về hết. Hay gấu ngựa. Giờ mình đi ra là đi ra ngoài luôn á. Nãy mình quẹo hướng này, giờ mình đi thẳng lên kia coi. Ok các bạn, bên này có hổ trắng nữa ha. Đi vòng vòng nãy giờ có hai bạn hổ trắng rất là to, bên kia còn bạn nữa nhỏ hơn. Nãy nó lại sát chuồng luôn các bạn. Hello. Hello. Nhìn cái mặt của ảnh quậu quá. Đó, ngáp kìa. Hình như cái con hổ vàng á. Hổ Đông Dương, kêu hổ Đông Dương mới là cái con bự. Bự con lắm. Bự hơn mấy con này.
Trong sở thú có con á, bự khủng khiếp luôn. Ở nước ngoài tụi nó nuôi mấy con này trong nhà luôn ha. Công nhận lì thiệt. Dubai. Dắt đi dắt chó. Bên này là hổ vàng, bên này là hổ trắng ha. Quá trời hổ. Chắc khác á, hình như khác. Chủ nhân ở đây chắc là mạng tuổi cọp. Đoán đoán cho vui vậy thôi nha. Nói vui thôi. Quá tại vì mình thấy nuôi quá trời cọp luôn. Nói chung là chuồng trại ở đây mình thấy nó cũng rộng rãi, thoáng mát các bạn. Không gian vận động nó tốt. Mấy chuồng này phải cái sông nó phải chĩa vào trong. Chống lèo. Bên đây là chuồng gì đây? Ừ, đi đây dễ lạc. Nói chung thì cũng rộng rãi, nhưng mà cái giao thông á, mình thấy cái giao thông nó hơi bị rối. Cái người đi, người ta cứ phải đi vòng vòng, có khi là muốn đi qua cái điểm mới thì lại phải đi qua cái điểm cũ, thì nó hơi mất sức chút xíu. Bố trí lại sao đi một tour á, vòng tròn vậy luôn. Kiểu này chắc nó sẽ tiết kiệm được diện tích. Cái này giống như là cái ô bàn cờ vậy các bạn. Mình thấy từng chuồng là giống như từng cái ô bàn cờ vậy. Đây đây, có bạn đang nằm ngắm nước gần đây. Ôi ôi, hello. Con chim này mình còn hút gió, mình kêu con gà, kêu túc túc. Còn mấy con cọp này mình không biết kêu tương tác bằng cách nào hết trơn á. Cọp ơi, đó. Hello. Mặt dữ. Đang ngâm nước. Hồi lúc nhỏ hay gọi là nằm mơ hoặc là tưởng tượng vô không biết chiến đấu làm sao với mấy bạn này nữa. Khủng thiệt. Giữa cọp với sư tử em nhìn bạn nào quạo hơn? Con này quạo hơn. Ừ, cọp nhìn nó quạo hơn. Anh kia có cái bò mà nhìn ảnh ngầu. Đó. Rồi nằm luôn. Mát quá nằm luôn. Ok. Ở bên này là chuồng gì mình chưa biết nè. Đó, cọp gầm á các bạn, tiếng cọp gầm á. Sư tử phải không? Sư tử. Sư tử. Múc kia kìa. Sư tử con này là con cái ha. Sư tử cái nó không có bườm. Nó không có bòm. Chắc là cái mặt chính của nó nằm ở phía bên kia. Thank you.
Trường sư tử rộng ghê ta. Rộng quá không nhìn thấy con nào luôn. Ở đây có cái cầu mà anh thấy có che lưới, chắc có nuôi con gì ở đây. Chắc cá sấu quá. Phải không? Đầm lầy cái này chắc có cá sấu. Này kiểu kiểu rừng ngập mặn nè các bạn. Thấy cái cừu tràm đồ này nọ. Cá sấu. Đúng rồi, cá sấu rồi mà không thấy con cá sấu nào hết. Đây 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 đây. Cá sấu đây. Đây các bạn. Một em cá sấu. Cái sấu này mà nằm ngủ rồi như chết rồi. Hello. Sao có con một vậy? Cá sấu là bò sát. Nóng quá. Thế này các bạn. Rất là gần luôn. Đó, động đậy kìa. Em khủng luôn. Ê. Ê. Siêu gần luôn. Mấy con cá sấu này nó rình ghê lắm. Nó nằm yên xong nó dò lên. Bất ngờ. Hú dữ nguy hiểm, cấm lại gần. Vậy chắc đây là cái khu thả rong quá. Hai lớp cửa lần. Này biết nuôi gì chồng. Bên bên đây là chắc cái vườn con chuồng sư tử nãy giờ. Bên kia còn gì nữa. Chuồng này sư tử á anh. Sư tử hả? Sư tử đây hả? Hết rồi hả? Chưa thấy sư tử nào hết. Chưa, giờ mình lại mình mua vé mình vô sao? Này mua vé vô đúng không em? Dạ đúng rồi, chứ mình đi chuyến xanh nha. Ok em. Đây giờ là mọi người sẽ chạy cái xe này vô cái khu đó, khu bán quan giả ha. Cọp rồi sẽ được thả rong ở trong đó. Bây giờ mình sẽ lại đằng kia mình mua vé. Hồi nãy mình thấy giá vé là 50.000. À, 50.000 sẽ có xe chở mình đi, sẽ đi chuyến sau. Rồi ok các bạn. Coi như là hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan cái Quỳnh Như Safari. Thì clip đầu tiên này là mình đi một cái vòng tổng quan cái vườn thú, để các bạn ngắm nhìn coi ở đây là có những cái loài thú nào. Ha, điểm danh lại nãy giờ chúng ta có nai, có hươu sao, có gà, có chim công, có gà lôi trắng, có gấu ngựa. À, có linh dương, ngựa vằn, cá sấu, cọp thì rất là nhiều cọp luôn, từ lớn tới nhỏ, từ con trưởng thành cho tới con baby, cọp vằn, cọp trắng cũng có, rồi có sư tử, có vượn, có mấy con khỉ đít đỏ, và lúc mà mới vô cái chuồng gà chúng ta có thả cá, cá quá trời cá nhảy lên ăn các bạn nha. Ok, thì ở clip này chúng ta đi một vòng tổng quan ở đây thôi.
clip tiếp theo mình sẽ gọi là trải nghiệm tham gia vô cái khu bán hoang dã. Thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi trong xe và ngắm nhìn những cái bạn cọp, bạn hổ. Không biết trong đó ngoài cọp, ngoài hổ thì nó còn cái gì khác thả rông ở trong đó hay không. Qua cái hình ảnh thì mình chỉ thấy cọp thôi. Ok, vậy thì xem xong clip này, đợi clip sau ha. Bye bye.